Ok, chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại Leo, mình trở lại bên Mac. Ngày hôm nay thì chắc là phải tìm cái combo nào mới chơi cho nó vui vui anh em ơi. Lâu rồi mình không cầm bắn tỉa nên ngày hôm nay chắc là mình sẽ đổi lại hình combo bắn tỉa ha. Không biết là nên xài con gì bắn tỉa cho nó ngon lành một tí nhờ. Sẵn làm tí nhiệm vụ hàng ngày luôn anh em ơi, đang có là 612. Ủa, đây nhiệm vụ là hai trận, 23 trên 30 nhiệm vụ rồi, thắng 8 trận chiến, chiếm 16 cứ điểm. Em đây sẽ chơi trước cứ điểm nha anh em. Đấy, chắc là mình chuyển qua cho Commander cầm bắn tỉa M8 xem thế nào ha, không biết là có ổn hay không đây nữa. Con này là ta lấy súng mini chắc là không nên rồi, hay là mình đổi thành con nhện ta, con nhện chơi bắn tỉa ha cũng được đấy, thấy gì cũng hay đấy. Hey, bắn tỉa này đó, lâu rồi mình không xài con nhện này bắn tỉa nha. Ngày hôm nay cho bắn tỉa cho nó vui nhà vui cửa rồi. Phi công thì lấy cái ông này đi đấy. Rồi thì nó chở bao nhiêu đấy thôi chứ cũng chả có gì nhiều vậy, bao nhiêu đây là ok rồi. Đó, bây giờ bắn tỉa anh em ơi, let's go, chụp tấm hình lại. Ok đấy, ai nhắn tôi đây, ok được, chơi chơi thôi anh em ơi. 1900 lượt chiến nè, ông Việt Nam 3800 tôi mời vào, nhiều khi tôi đặt xe cũng được, thôi không mời đâu. Ok nào, mình sẽ chơi chiếm cái điểm nha. Go. Sử dụng 10.000 tín dụng hả? Ô, cái này được đây, 10.000 tín dụng thì dễ thôi, vào cửa hàng mua một tí, nâng một tí đồ nữa là ok rồi. Nhưng mà nó cũng phải chờ thêm nó mới được anh em ơi. Đây. Lâu rồi mình không xài con nhện này nha. Nói chung thì đây là một robot mình cũng khá là thích đấy. Nó thả tháp pháo rồi ra bắn 3, rác lắm. 2, 1, Nhưng mà có ngon hay không thì cũng chưa biết. Thực tế thì nếu nó lắp pháo sấy 8 lên con này nó vẫn ngon hơn nha anh em. Đấy. Cái gì đây ông ơi, đi ra. Thì tôi không hiểu mấy bạn làm gì luôn á trời. Cái nhiệm vụ giành cứ điểm của tôi mà bạn ủi tôi ngược lại rồi sao tôi giành. Không nổi này. Thiệt là tình. Lâu rồi không bắn tỉa nha, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Mấy bạn này hay vậy lắm anh em ạ, à. Cứ vào là ủi mình, vào là ủi mình, không hiểu là đang làm cái gì luôn. Mày nã là bụp liền nha, giỡn nghe. Bụp nè. Nhìn chỗ đấy. Khánh 2 Leo nè. Bụp nè. Ê. Wow. Mình đặt cái tháp pháo ở đây nha anh em, có trường hợp gì đó thì. Wow. Ai đó lên giành trụ đi chứ trời mấy bạn ơi. Trời đất ơi. Được rồi, mấy ông này mấy ông làm tôi chó hết trơn trời. Cẩn thận các bạn ơi. Ây da, cái trụ đó không ai dám lên kìa. Đừng có cản. Đừng có giành mà. Trời đất ơi. Mấy ông ơi. Ôi trời, quá trời. Có khả năng là ông này tính giết tôi nè. Bụp. Nó đi, ok, lên giành trụ đây nào mấy bạn ơi. Bụp nè, ok, giành đi, giành đi, giành đi, nhanh, 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 nhanh. Ừ, hay quá, vô hiệu hóa được nó rồi. Mình sẽ đặt cái tháp pháo ở đây để phòng hờ nha. Oh shit. Rồi, kệ đi, không sao.
Ông nó không canh tôi nãy giờ, tôi lắp ló, tôi bắn tỉa canh tôi. Boom. Boom. Ok. Cẩn thận. 40 78 rồi. Chiều mình chưa giành được cái cứ điểm nào luôn ấy cha nội đó, chả chả boom thiệt là thần. Tôi đang trên đường tôi chạy lên giành cứ điểm, ổng cản lại tôi, ổng cản tôi lại để ổng chào tôi. Trời ơi. Bắn nó đen em. Đi rồi ông ơi, boom. Cũng được anh em, cố gắng thủ cái trụ này tới phút cuối cùng là được. Cố gắng lên. 72 85 rồi. Bây giờ bên kia còn 4 người. Boom. Red dot. Có một con red dot, cẩn thận. Trời đất ơi không đỡ nha. Rồi bên kia không đủ người rồi anh em ơi, bên kia thua người. Ok đấy. Từ nha, cẩn thận, cẩn thận. There is 1 minute left. Boom. Bây giờ tôi đứng tôi thủ ở đây luôn nè. Bắn nó. Đúng rồi, hay quá, vẫn còn con Gorian. Tưởng đâu tôi chết pha đó rồi. Hay quá, ok, game win em ơi. Trời. You have won the match. Chưa giành được cái trụ nào luôn á ông Khánh này. Tôi đang chạy đi giành nhiệm vụ trụ mà cố gắng chạy nhanh lắm rồi ông đi trước mặt mình, ông cản mình lại anh em ạ. Thiệt tình. Thôi cũng không sao đâu, trong ngày hôm nay chắc cũng không hoàn thành nổi 30 trên 30 đâu anh em ơi. Ai nhắn đây. Ok chơi chơi. 120 bản thiết kế hả? Ây da, cũng được nè mày, cũng tạm 26 trên 30. Bây giờ còn cổ không đủ, thôi kệ đi. Được này. Wow, một phát lên 70 luôn. Ngon lành cành đào. Bên này có không? Không có. À, dùng 10.000 Accord để coi mình mua bao nhiêu bản thiết kế. À, 50 bản thiết kế. Ok. Này, 10.000 Accord này. Nói không? Chưa đủ. Mới 8.000 à. Nhưng mà... Rồi, ok anh em à. Để tôi nhắn lại ổng. Đấy, mời ổng vào luôn. Khánh nè, Uri nè. Minh Bảo 3.200 chơi luôn anh em ơi. Mình 2.800 mà, đúng không? 2.800 mình chơi được. Chung thì làm hết nhiệm vụ trong ngày hôm nay thôi anh em ơi, cũng không cần nhiều. Đấy, bên Mac thì lâu lâu mình làm tí thôi. Trời đất ơi, idol nào ở đây nữa đây. Bên game này thì mình cũng giống như người bình thường thôi. Mình không phải idol gì đâu nha, anh em đừng có săn tìm cổ tôi nữa. Tôi không thiếu nợ ra hết trơn. Còn 2k tín dụng nữa, giờ mua gì ta? Chắc là mình nên nâng cấp cái gì đó. Cái map này đáng lẽ mình nên chơi pháo sấy thì nó ngon nè, nhưng mà thôi video ngày hôm nay mình chơi nhện đi. Mình rất là thích cái bộ skin này nha anh em, nhìn nó ngầu ngầu sao ấy, kiểu như ma tốc độ ấy. Mới vào mà cái trụ bên đó nó gần banh rồi kìa, chán thiệt sự. Oh, cẩn thận nha. Boom. Oh shit. Oh my god. Chả đời, cẩn thận, nó bắn tôi chết. Bên kia kìa, mất trụ kìa, mấy ní ơi. Qua đó đi, qua đó đi, qua đó đi. Bên kia không có cái trụ nào luôn kìa. Boom, trời ơi, một phát gần chết. Nhưng mà chưa chết được nha. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Oh. Ôi, nó đặt cái khiên đúng lúc quá. Trời ơi. Nữa hả? Ây da.
Slingshot 4 sao. What the? Cái gì đây? Dành trụ lại đi mấy bạn ơi. Trời ơi, tôi không thể nào tôi giành được đâu. Tôi cái nãy tôi cầm con nhện cơ mà. Thiệt là tình luôn á. Thôi xong rồi. Kiểu này thua trắng trợn luôn anh em ơi. Trời ơi. Shit. Thua rồi, 90 luôn kìa. What the hell, chơi. Rồi, tôi cầm con nhỏ nó tôi không thể nào đi di chuyển giành trụ được mà anh em chơi, anh em không. Không giành trụ chết tôi rồi. Dạ. Bây giờ chưa được một cái nhiệm vụ giành trụ nào luôn anh em ơi. Chưa giành được cái trụ nào luôn. Trận đầu là do ông Khánh. Trận 2 là thua giành trụ. Trời ơi trời. Ngộ ha. Thôi kệ không sao. Xong nhiệm vụ rồi nha anh em. Bây giờ cũng không cần cái gì lo lắng nữa cả. Như mình còn 4 cây trụ nữa. À không, còn 3 cây nữa. Là đủ 16. Tí xíu nữa vô. Giờ vô giành trụ thôi. Chung thì trận đầu bắn được vài phát là thấy vui rồi. Ba 840 gồm được ít phi công rồi cũng ổn đấy. Ừ rồi ok nha. Map này nữa hả? Trời ơi, map này bắn tỉa hơi khó. 3, 2, 1, go. Get out of my way. Hey, cho tôi một cái trụ nào, mấy ní. Con nhện đi chậm vãi chứ. Né đi, né 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 né. Boom. Shit, trời. Căng vãi chứ. Mới vào là bay màu rồi, thiệt là tình mấy ông này. Trời ơi, cái gì vậy? What? Shit. Tới nữa rồi hả? Bắt đầu mệt trong người nữa rồi hả? Cái gì mà 4 5 sao không vậy mấy ba? Trời. What? Mấy bạn bảo cho em chơi với mấy bạn chơi gì mà đồ 5 sao 4 sao không chết tôi rồi. Rồi. Thôi kệ giành trụ cũng được anh em ơi. Ây da. Chắc là do cái xưởng ông Minh Bảo này rồi chứ không đâu hết trơn trời. Đảm bảo luôn. Shit. Trời ơi. Cái gì mà 4 sao 5 sao không à. Chịu ơi. Đồ tôi đồ yếu xìu à. Mới được có con này 4 sao à. Mấy ông cho chơi mấy cái xưởng như thế này. Chịu ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không thể phản kháng nổi. Khủng khiếp thiệt. Kệ anh em không sao. Chung thì thắng cũng ít. Ok. Ok. Mấy hôm nay tôi thấy cái game này nó lỗi dữ lắm rồi nha. Ok anh em, chung thì ngày hôm nay xong nhiệm vụ rồi. Và hẹn gặp lại anh em vào những video sau nha. Chung ngày hôm nay tôi ăn hành quá trời rồi. Ngày mai dốc phải chơi một mình quá. Mời mấy ông này vào. Trời ơi, mấy ông vá dắt theo những cái đối thủ toàn là đối thủ nặng ký không. Chết tôi rồi. Mà tôi được top 1 luôn mới sợ. Phải cả trưởng.
Rồi, ok. Tạm biệt em nha.